Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi channel Tiểu bang Arizona và chào mừng mọi người đến với series luyện thi nail ở Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần Manicurist Examination 2 nha. Thì phần này cũng có 100 câu. Mình sẽ vào luôn ha. Và cũng xin lưu ý rằng mình xin nhắc đi nhắc lại rằng là cái video của mình chỉ mang tính chất tham khảo ha. Mọi người có thể tham khảo nhiều nguồn, có thể từ trường học, nhưng mà video của mình chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là đề thi chính thức của các bạn. Mong các bạn lưu ý rằng ha. Rồi câu 1. Nếu bạn tháo gỡ móng giả có thể làm hư hại móng thật là do mình kéo hoặc mình vặn cái móng giả. Nếu bạn tháo gỡ móng giả ra mà có thể làm hư hại móng thật á, là do mình kéo hoặc vặn cái móng giả ra ha. Kéo mà vặn á thì nó dễ hư móng thật lắm, thì bị hư hại cái móng thật. Câu số 2. Cái thành phần chính của nước sơn là gì? Là nitrocellulose nha. Câu D. Câu 3. Khi làm móng nếu cần thiết dùng bột xe da để cầm máu trên da khách, vật nào sau đây được sử dụng? Phải thưa khử trùng, hộp bột rắc sát trùng, que sạch. Thì câu trả lời là tất cả những câu này ha, là câu D, bất cứ loại nào. Câu số 4. Tình trạng sưng chung quanh móng được biết là, sưng chung quanh móng được biết là cái từ paraonychia ha. Paraonychia. Rồi, đọc theo kiểu tiếng Việt hay paraonychia ha. Câu số 5. Xảy ra điều gì khi cây cọ treo và chất dẻo treo được đặt cạnh cái đèn treo ha? Thì nó cứng lại thôi. Cái thành phần của chất chùi nước sơn có gì? Là có dung môi, hữu cơ và acetone nha. Câu số 7. Sự nghỉ ngơi và thoải mái là cần thiết để ngăn ngừa tinh thần mệt mỏi. Câu số 8. Gắng sức quá độ và nghỉ ngơi không đầy đủ có khuynh hướng làm cho cơ thể mất đi hiệu năng và sức sống nha, hiệu năng và sức sống. Rồi câu số 9. Trong trường hợp da bị một vết cắt nhỏ, chất nào sau đây nên được sử dụng? Là 3% hydrogen peroxide nha. Câu số 10. Một trong những tiêu chuẩn nào sau đây không cần thiết cho sự thành công của thợ làm móng tay? Không cần thiết là mình không cần khả năng chữa bệnh nha. Mình là người thợ làm nail cho nên không cần là một cái khả năng chữa bệnh thông thường. Bỏ qua cái đó đi, hay là cái đó là không cần thiết. Câu số 11. Mỗi cơ sở kinh doanh có giấy phép cần có số lượng vật dụng tối thiểu là, cần cái gì nè, là một tủ đậy kín nè, dùng cho đựng khăn sạch nè, rồi một đồ chứa kín hơi ha, một dung dịch khử trùng ha. Thì nó yêu cầu là ba cái đó cho nên mình sẽ chọn câu D ha. Mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là dấu hiệu của nấm ở chân nha. Nấm ở chân, nếu mà từ tiếng Anh nó là ở trên á, câu D ở trên đây nè, athlete's foot á. Rồi câu 13. Để làm mềm phao tay, dung dịch nào cho vào tô ngâm nước thì xà phòng nước nha, cho vào là xà phòng nước. Móng có da xước có thể được chữa trị bằng cách làm mềm phao tay với dầu ha, dầu ấm. Thì nói chung là làm móng tay dầu á, là câu A. Sách giáo khoa hướng dẫn nên dùng cây sủi da kim loại là nằm ngang, nói chung là nằm song song á, song song mà để mình ép nhẹ nhẹ trên thân móng á, là câu B. Nó là nằm ngang, ép nhẹ nhẹ trên thân móng, mà móng phải móng ẩm nha, móng khô là nó bị xước liền á. Chất liệu nào sẽ không bao giờ sử dụng trên móng nhân tạo? Là acetone. Thì acetone nó sẽ, nếu mà làm trên móng nhân tạo nó sẽ chảy ha, làm cho móng nhân tạo nó chảy, nó mềm đi. Do nếu như nước khoác á, được dùng để diệt trùng dụng cụ, nó phải có những đặc tính nào tuân theo luật lệ đề ra? Thứ nhất, nó phải có tính diệt vi trùng nè, nó phải có diệt nấm nè, rồi diệt siêu vi khuẩn nữa nè. Đó là phải chọn tất cả ha, nó là câu D.
móng mọc ra bằng sự phát triển liên tục của những tế bào ở móng non nha. Matrix, tiếng Anh là matrix, tiếng Việt là móng non. 19. Móng nhân tạo giúp che đậy chỗ móng gãy nha. Móng gãy là móng nứt nên nó giúp cái đó. Vệ sinh là môn khoa học liên hệ sức khỏe đời sống. Đọc lại ha. Vệ sinh là môn khoa học liên hệ sức khỏe đời sống. Đó, cái từ tiếng Anh này đây nè. Từ đó đó. Kitchen is a science dealing with healthful living. Ồ, vậy ha. Vậy đi. Nhớ ha, câu này. Vệ sinh là môn khoa học liên hệ đến sức khỏe đời sống. Da chết dễ dàng được lấy đi sau khi thoa chất mềm da ha. Chất làm mềm da thì đương nhiên rồi. Dung dịch nào dưới đây không nên vá móng? Dung dịch nào dưới đây không nên vá móng? Làm hẹp chip của móng tay dày. Dịch vụ nào dưới đây không nên vá móng là làm hẹp chip của móng tay dày ha. Câu số 23. Những vết trầy trên thân móng là hậu quả của việc sử dụng cây sủi mà trên cái móng khô đó nha. Đó, nãy mình có nói rồi á. Sủi thì trên móng ẩm, là móng nâng cá ngâm nước hay là chế cuticle cho nó mềm đó thì mình sủi. Chứ không là mình móng khô mà sủi lên nó bị xước liền. Bạn có thể dùng cây dũa bằng kim loại thay cho cây dũa giấy để lấy đi nhiều hơn ở đầu móng, hay dũa mòn đi nhiều hơn ha. Là câu C. Kem thoa da được dùng để chữa trị móng giòn và da khô. Vậy thôi, nhớ vậy thôi ha. Kem thoa da dùng để chữa móng giòn và da khô. Câu A. Câu 26. Điều nào dưới đây không phải là một ích lợi của việc xoa bóp tay? Điều nào dưới đây không phải là một lợi ích của sự xoa bóp tay? Là xoa bóp tay thì không có làm cho cái móng sáng bóng được ha. Móng sáng bóng là đánh bóng móng khô. Dùng cái bút phờ da dê mình đánh bóng móng khô á, đó là dùng cái đó mới sáng bóng. Còn mình xoa bóp thì không liên quan xoa bóp. Hay là xoa vuốt thì nó có ba cái từ này, xoa vuốt thì thư giãn nè, xoa bóp thì hay là kích thích tự tuần hoàn gì đó. Hay là chung là liên quan mấy cái từ massage, nó có cái những cái đó, tuần hoàn máu, kích thích hay là thư giãn đó, mấy cái đó ha. Còn nó không liên quan gì tới móng sáng bóng gì hết ha. Hầu hết sách giáo khoa ngành móng tay khuyến khích dùng cây que gỗ cam quấn bông gòn để làm gì? Dùng để lấy chất cho mềm da nè, dùng để lấy chất tẩy móng nè, dùng để lấy kem dưỡng móng nè, đương nhiên là chọn tất cả nha. Lớp da mà thân móng nằm lên được gọi là nền móng. Thân móng nằm trên nền móng ha. Đó gọi là nail bed. Nail root là gốc móng, còn nail groove là rãnh móng, còn nail matrix là móng non. Dây thần kinh và mạch máu có trong móng non. Vậy thôi. Một trong những yêu cầu hàng ngày nào về sự tươm tất của thợ mà không cần phải? Thì đương giống như câu nãy mình có nói trên là mình không cần mang gì trắng gì hết nha. Giày nào cũng được, đâu có liên quan gì đâu ha. Điều nào dưới đây không được chấp nhận là phương pháp vệ sinh mà dùng phèn cục để cầm máu hay không? Ai dùng phèn cục để cầm máu hết nha, cái đó là cấm, cho nên là không có đúng. Đó, câu C. Dung dịch làm móng sẽ được diệt trùng khi ngâm vào dung dịch ethyl alcohol 70% trong 10 phút. Đó, trong tiệm thì có dung dịch alcohol 70% á, thì mình ngâm nó trong 10 phút thì để sát trùng cái dụng cụ của mình nha. Câu 33. Trước khi các dụng cụ làm móng được dùng trên khách, chúng phải được rửa sạch về diệt trùng ha. Phải rửa sạch về diệt trùng. Bột phèn là chất cầm máu được dùng để cầm máu những vết thương nhẹ. Câu B. Câu 35. Lớp da nằm bọc sâu bên trong rễ móng được viết là màng bọc móng. Lớp da nằm bọc sâu bên trong rễ móng được gọi là màng bọc móng, hay là nail mantle ha.
Rồi, cử động của bàn tay được điều khiển bởi A. Cơ lật bàn tay lên, cơ giữ bàn tay lên, cơ co giật bàn tay. Thì đương nhiên nó là tất cả những cái đó ha. Là câu D là đúng. Rồi, cái từ bicep, bắp thịt hai đầu là bắp thịt của cánh tay trên nha, là câu B. Nhớ ha, cái từ tiếng Anh là bicep đây nè, đó. Rồi, trong khi làm móng tay không nên dũa sâu vào cạnh đầu móng. Dũa sâu và dễ làm cho móng nó đâm khóe lắm. Đâm khóe thì gọi người ta gọi là ăn neo á. Ăn neo là xước da. Làm khô nước sơn bằng sức nóng nhân tạo là nghiên nhân tạo bọt khí. Make air bubble. Tạo bọt khí. Làm khô nước sơn nhân tạo á, bằng là nghiên nhân tạo ra sự tạo ra nó tạo ra cái bọt khí ha. Rồi câu 40. Móng mà của người lớn á, một trung bình là bao nhiêu? Trung bình là 1/8 inch mỗi tháng nha. 1/8 inch mỗi tháng. Móng trung bình của người lớn mọc trung bình 1/8 inch mỗi tháng. Móng mọc nhanh vào mùa nào thì là móng mà mọc nhanh vào mùa hè ha. Móng mọc nhanh vào mùa hè. Sau khi khách đã rửa tay sạch với xà phòng, với nước và xà phòng và ngồi vào bàn, thông thường bước kế tiếp bạn phải làm gì? A. Thoa chất làm mềm da. B. Thoa kem, thoa tay, hand lotion. Đặt một bàn tay vào tô ngâm nước. Khi mà người ta đi vệ sinh tay xong rồi tới, mình phải chùi nước sơn hay coi có nước sơn không. Mình phải chùi xong rồi mới dũa, đúng không? Thì câu nói là câu C, chùi nước sơn trước. Để làm sạch dưới móng tay, thợ thường dùng que gỗ quấn bông gòn. Để làm sạch dưới móng tay, thợ thường dùng que gỗ quấn bông gòn. Số lượng đốt lóng tay của mỗi bàn tay là 14 ha. 14 là mọi người biết tại sao là 14 không? Năm trên bàn tay mình có 5 ngón tay, mỗi ngón 4 ngón từ trừ ngón cái ra thì ngón cái chỉ có 2 đốt thôi. Còn tất cả những kia là 3 đốt cho nên nó là 12. 12 thì 2 ngón cái nữa là có là 14 ha, là 14. Đây là mình nói trường hợp tự nhiên nha, bình thường nha, không nói trường hợp bất bình thường ha. Mình cũng có biết một người ngón út chỉ có 2 đốt ngón tay thôi nhưng mà vẫn thấy 3 mắt ha. Nó là bất bình thường. Ok. Câu số 14. Câu số 44. Sau khi làm manicuring, bột đánh bóng được dùng để làm mịn những đường gợn sóng. Câu 45. Ai là người có trách nhiệm thi hành và duy trì luật lệ trong cơ sở có giấy phép công trường và salon? Thì tất cả những người làm trong đó ha, từ người chủ nè, người quản lý nè, người có bằng và đang làm việc ở tình nêu đó, thì phải tất cả những người đó phải có trách nhiệm ha. Việc đẩy lùi da hoặc là sủi da thì làm cho lớp da nó lỏng, làm cho bung cái lớp da ở gần góc móng á thì dễ cắt đi á, là câu A, làm lỏng lớp da ở góc móng. Nếu không được săn sóc đúng cách, da sứt có thể nhiễm trùng ha. Câu C. Khi dùng máy dũa điện, bạn phải sử dụng không sức ép. Dùng máy dũa điện thì không dùng sức ép ha. Thì tiếng Anh nó là, nếu mà mọi người mà không biết cái từ máy dũa điện, nó có thể là electric file hay là nail drill ha. Nhưng mấy cái từ này học song ngữ mà lúc mình cũng biết được nhiều từ, electric file hay là nail drill ha. Ok. Nếu một vết cắt nhẹ hay là đứt tay xảy ra khi làm móng, bạn nên làm gì? Là dùng chất xe da đóng lỗ chân lông lại. Câu A. Luật của ngành thẩm mỹ tiểu bang nói rằng dùng dũa giấy bạn phải hủy bỏ sau khi dùng cho mọi khách ha. Câu số 51. Chất sát trùng được dùng để làm chậm sự phát triển của vi trùng. Germ ha. Chất sát trùng antiseptics are used to. Đó, từ này, grow up germ. Germ là vi trùng. Germ là một dạng nấm, nấm là nấm cá hại. Germ.
Câu 52. Trong khi đắp bột, bột trên cây cọ sẽ tạo thành viên tròn trên đầu cọ. Câu hỏi này sao đây? Trong khi đắp bột, bột trên cây cọ nên bột trên cây cọ nên tạo những viên tròn nhỏ trên đầu cọ. Đó. Câu C. Câu 53. Tất cả chai lọ dùng trong salon đều phải có nhãn hiệu đúng, bất kể là đựng cái gì nha. Câu 54. Dụng cụ làm móng ép quá mạnh ở phần gốc móng có thể gây ra tổn thương những mô sống ha. Ép mạnh ở những ở cái gốc móng dễ tổn thương cái mô sống, là tổn thương cái móng non á. Kềm cắt da được dùng để cắt da chết và sử dụng đồ cắt da đúng cách sẽ không cắt quá nhiều da nè, làm da không bị rách nè. Và câu B, làm phao tay không bị sơ. Ok, là chọn tất cả. Câu 56. Để làm mịn móng gợn sóng và thêm bóng cho móng, bạn nên dùng buffet da dê ha. Câu số 57. Khi làm móng dụng cụ khi chưa dùng đến mà đến à, khi làm móng dùng những dụng cụ mà chưa dùng đến đặt ở đâu? Là đặt trong cái chỗ SMA, là nơi vệ sinh á. Bằng hành nghề cho phép thợ làm móng phục vụ tất cả dịch vụ, ngoại trừ điều nào là lấy lông cánh tay bằng sáp ong thì mình không có bằng quát, cho nên không có làm cái đó ha. Có thể làm sang sóc chân được chứ, đúng không? Làm móng tay trong tiệm thẩm mỹ ok, làm móng tay trong tiệm cắt tóc cũng ok, nhưng mà không được lấy lông ha, mình không được nhổ lông người ta ha. Cái đó là người làm wax nha. Câu 59. Dụng cụ làm móng khi chưa dùng đến nên được khử trùng và cất giữ trong hộp đậy kín. Dùng ngón tay để lấy mỹ phẩm trong lọ có thể chấp nhận được nếu ngón tay có quấn bông còn sạch nha. Ok, có thể thôi nha, chứ nói là có thể chấp nhận nha, nhưng mà không có khuyến khích nha. Câu 61. Chất liệu nào dưới đây bị cấm sử dụng trong dịch vụ làm móng tay, đó là phèn cục. Không có làm gì hết trong móng tay, cấm nha. Dũa giấy phải được hủy sau mỗi lần dùng vì không thể tiệt trùng được. Ok, tiệt trùng hay khử trùng được. Câu B. Nước sơn quá đặc có thể làm loãng bằng cách cho thêm acetone hoặc thinner nha. Câu C. Bắp thịt adapter cần thiết cho các xòe ngón tay. Lưu ý rằng ha mọi người ha, cái bắp thịt này nè dễ bị lẫn lộn lắm. Để ý ha, cái câu này là AB nó khác từ AD nha. Cứ AB là xòe, còn AD là khác nữa ha. Nè cái từ này nè, AB adapter, hai cái từ đầu tiên á. AD AB ABC á, AB adapter thì nó là xòe, là cơ xòe ha, xòe các ngón tay. Bắp thịt nói chung là mình đọc AD AB AB adapter đây cho nó dễ hiểu đi, là khác biệt á, chữ AB đầu tiên á, khác biệt chữ B và chữ D á, nó khác nha. Có câu á là nó là xòe ha, AB là xòe, nhớ vậy, AB là xòe. Đó, còn tí nữa có câu nó AD nữa. Khi đánh bóng móng bạn nên vuốt từ gốc tới đầu móng ha, từ gốc đến đầu móng là câu D. Rồi, một tên gọi khác của lớp da ngoài. Cái câu đây nè, câu tiếng Anh nè, dễ hiểu nè. Another name for cuticle is là scar skin ha, da bọc ha. Để dịch ra thì cuticle á, da cuticle là eponychium á. Nhưng mà nó tên gọi khác là scar skin nhá. Ok. Câu 67. Dụng cụ hành nghề móng tay phải được tiệt trùng trước khi dùng cho một người khách khác. Câu C. Câu 68. Chất dùng để diệt trùng dụng cụ bén nhọn trong tiệm thẩm mỹ là cồn EC 70%. Cồn 70% EC. Khi bắt đầu làm dịch vụ về móng tay, đồ cắt da, cây đẩy da và que gỗ nên cất trong chỗ vệ sinh là SMA ha, để trong SMA vùng vệ sinh. Vết cắt nhẹ khi làm móng được cầm máu tốt nhất bằng bột phèn chua ha, bào bột phèn chua. Mình làm nhiều đến nỗi mà mình đọc ra biết câu trả lời luôn. Bệnh xước da ở móng tay có thể chữa trị bằng cách cắt
da xước và làm mềm da quanh móng và làm mềm da quanh móng bằng dầu thoa da. Bệnh xước da ở móng tay có thể chữa trị bằng cách cắt da xước nó đi và làm mềm da tay bằng dầu thoa da, nói chung là làm móng tay dầu đó. Rồi, chỉ sọc tạo kiểu đường lằn trên móng được đặt cách da và đầu móng trong khi trình bày là 1/16, nói chung là vẽ giống như kiểu vẽ frame phải không ta? Mình cái này là mình đọc câu hỏi mình không hiểu. Giống như có những người mà làm vẽ frame mà người ta có cái frame phim gai á, nó có cái đường dây cái tờ đó dán lên cái móng rồi đánh giác phải không ta? Nói chung là mình đây học vẹt câu này đi ha. 1/16 inch, sợi chỉ thì 1/16. Ok. Đây, đó, câu nãy mình nói chữ AB với AD nó khác nha. Những bắp thịt dùng để khép các ngón tay lại là từ adductor hay là ADD. Yeah. Còn mà ABD đây là khác nha. Đó, cái đây là cơ xòe, còn đây là cơ khép. Nhớ nha mọi người, dễ lộn lắm, nó khác hai từ thôi, chữ AD và AB chứ BD nó khác nha thôi. Câu 74. Bằng hành nghề móng tay đã hết hạn 6 tháng để đổi lại cái bằng mới làm cái gì? Thì mình đi đổi bằng và mình trả cái tiền tiền phạt thôi. Là câu C, trả thêm tiền phạt và tiền đổi bằng. Okay. 75. Sách giáo khoa thẩm mỹ khuyên rằng dùng cây sủi da trên móng ẩm để đề phòng trầy xước móng. Câu A. Da thành móng là những lớp xếp nhỏ chồng lên cạnh của thân móng. Da thành móng là những lớp nhỏ xếp chồng lên bên cạnh thân móng. Ok. Câu 77. Rễ móng nằm chặt vào màng bọc móng ở nền móng. Phần nhìn thấy của móng nằm trên đệ móng là thân móng. Nhìn thấy được là thân móng ha. Phần nào không phải là phần chính của móng tay, đó là mantle, màng bọc móng không phải là thành phần chính của móng tay. Tình trạng nào sau đây không phải là bệnh móng, là cái tật cắn móng tay không phải là bệnh móng nha. Rễ móng bắt đầu mọc từ mô sinh sản gọi là móng non. Móng non nó mới mọc ra được ha. Lóng tay được tìm thấy trong ngón tay. Dễ ha, lóng tay trong ngón tay. Câu 83. Móng nứt có thể là do nguyên nhân dũa không đúng cách. Khi mà người đi học á, người ta dũa họ chỉ là dũa một chiều, không có kéo cưa ha. Nhưng mà đa số mình trông thấy tìm neo thì họ kéo cưa. Ok, cái vấn đề đó là mình đi làm, còn đi thi là dũa một chiều ha. Còn câu trả lời này là dũa không đúng cách. Nhé. Yeah. Bên ngoài của một móng tay khỏe mạnh biểu hiện là nó có màu hồng lợt. Ok, nhất là mấy người mà thấy móng tay hồng lợt nhiều nhất là những người Mỹ đen á, là thấy móng tay hồng lợt đẹp lắm. Câu 85. Nếu người khách có móng bị nấm móc, bạn chỉ được phép làm gì? Gỡ móng giả thôi. Chị ta, sorry, tao chỉ làm như đó thôi. Mày anh vui lòng đi bác sĩ chữa bệnh nấm vì móc meo gì đó xong xuôi hết rồi mới đi làm manicure hay pedicure được ha. Mình không phải là bác sĩ nên làm nếu mà làm lỡ có chuyện gì họ xu mình á. Ok, nước khoát dung dịch mình pha như thế nào là mình khoa là 3/4 ounce cho 1 gallon nước ha. Với độ mạnh là 15% ha. Ok. Mình đọc nhảy để mọi người dễ hiểu hay còn đọc kỹ câu hỏi là để pha dung dịch khoát 1/1000 theo tiêu chuẩn của EPA, độ mạnh là 15% của nước khoát, bạn cần là pha 3/4 ounce trên 1 gallon nước. Câu 87. Bàn chải móng và tô ngâm tay dùng đúng cách giúp loại bỏ da dư. Cái bàn chải móng và tô ngâm nước dùng đúng cách là giúp loại bỏ da dư. Okay. Móng bị xanh thông thường là dấu hiệu về tuần hoàn máu kém ha. Móng bị xanh là da máu tuần hoàn không kém, máu tuần hoàn kém.
Rồi, tình trạng nào dưới đây thợ móng không nên chữa trị là viêm da quanh móng, hay nói chung là cái gì liên quan tới bệnh móng là mình không có làm. Câu 90, tình trạng rụng móng bất thường được gọi là hypertrophy. Tình trạng móng mọc bất thường gọi là hypertrophy. Nhớ mấy từ này thôi chứ không có cách nào hết. Hypertrophy là móng mọc dày bất thường á, bất bình thường á. Móng dày mà bất bình thường nha. Hypertrophy. Khi là móng, cây buffer sử dụng cho móng tip và bột được dùng để chà mịn móng giả. Cây buffer và cái bột, sử dụng cây buffer cho móng tip và bột á, rồi dùng để chà mịn cái móng nha, móng giả. Câu 92, chất để chà nhám làm mịn những đường gợn sóng là bột đá đánh bóng ha, powder bromide, kêu tiếng Anh đó này. Để làm mịn những đường gợn sóng là dùng bột đá đánh bóng. Câu 93, để lấy đi vết bẩn trên móng tay dùng chất tẩy 6% peroxide ha. Kế 6% peroxide. Dùng phương pháp nào dưới đây là không đúng cách khi dùng cây sủi kim loại là dùng mũi nhọn để sủi da ha, không đúng ha. Câu A. 95, miếng da dê được dùng để bọc cây bút phê đánh bóng ha. Câu này dễ rồi. 96, để làm giảm lớp sơn tróc ở đầu móng thì mình sơn, nhớ sơn đầu móng ha, gạt đường viền mỏng nước sơn ở đầu móng ha. Câu A. Phương pháp tốt nhất cho da khô là móng giòn. Phương pháp tốt nhất cho da khô móng giòn là làm móng tay với dầu ha, làm móng tay dầu á. Để giúp gỡ bỏ móng bột, làm ấm dung dịch dung môi hơn 100 độ F để ngâm móng, thời gian mềm móng nhanh hơn bao nhiêu phần trăm là 30%. Đèn cực tím UV để làm cứng móng gel nên thường xuyên thay bóng là 6 tháng một lần hay là 1 năm 2 lần. Có những câu hỏi nó hỏi 1 năm 2 lần như đó. Ví dụ ngứa do làn da bị hư hại và áp suất máu thấp do trương nở mạch máu, hệ thống miễn nhiễm sẽ tiết ra cái chất gì? Histamine. Ok, câu A, histamine. Nhớ thôi ha. Ok. Rồi 100 câu thì hy vọng cái phần video mình nó hữu ích đến cho mọi người trong lúc cũng sắp thi ha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Và nếu mọi người thấy cái video mình hữu ích thì nhớ cho mình một cái nút like ha. Còn ai chưa đăng ký channel của mình, nhấn nút đăng ký mục đích là mình có những video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn thôi. Các bạn cũng không có mất tiền gì mà các bạn cũng không có mất cái gì hết. Rồi nếu mà cảm thấy cái video của mình có hữu ích đến một hay đó thì làm ơn share giúp mình ha. Càng share nhiều thì càng mình càng cảm ơn, tại vì mình càng giúp được nhiều người. Ok. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.